Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu. Phát biểu tại một sự kiện, ông Medvedev cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và Liên minh châu Âu từng có thời điểm lên tới 500 tỷ euro. Tuy nhiên, thay vì thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nga, châu Âu đã chọn hành động theo yêu cầu của Mỹ. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, EU liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga. Tháng trước, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Nga. Theo đó, liệt hơn 190 thực thể và cá nhân giúp Nga mua vũ khí vào danh sách đen. Đây là một căn cứ được xây dựng từ những năm 1950 và được cải tạo lại bằng nguồn kinh phí do NATO tài trợ, tổng trị giá hơn 50 triệu euro. Điều này khiến nó trở thành dự án lớn nhất của NATO tại quốc gia Đông Nam Âu này trong thập kỷ qua. Việc nâng cấp bao gồm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng như tháp điều khiển, đường băng, nhà chứa máy bay và kho chứa, biến căn cứ không quân này thành một trung tâm hiện đại có khả năng chứa nhiều máy bay chiến đấu khác nhau và phục vụ như một trung tâm huấn luyện. Theo tuyên bố của NATO, căn cứ tại thành phố Kukova sẽ vừa phục vụ Albania, vừa hỗ trợ hậu cần, hoạt động trên không, huấn luyện và tập trận cho Liên minh. Albania gia nhập NATO vào năm 2009, nhưng không có máy bay chiến đấu. Lực lượng không quân của nước này chỉ có trực thăng và máy bay không người lái. Hiện không phận của Albania được Italia và Hy Lạp bảo vệ. Ngoài căn cứ không quân, Albania cũng đang đàm phán với NATO để xây dựng căn cứ hải quân ở cảng Porto Romano gần thành phố Duret. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ vẫn hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn để đổi lấy việc phóng thích con tin vào dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Theo ông Kirby, Hamas vẫn chưa đồng ý với các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong vòng 6 tuần để đổi lấy việc phóng thích một số người bị ốm, người già và bị thương, vốn bị Hamas bắt làm con tin sau cuộc tấn công Israel tháng 10 năm ngoái. Ông Kirby cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza và đang tìm cách thiết lập một hành lang viện trợ đường biển để gia tăng số hàng vận chuyển. Cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel đã châm ngòi cuộc xung đột tàn khốc hiện nay ở Gaza. Theo cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này đã vượt 30.400 người. Tình hình bạo lực leo thang nghiêm trọng tại Haiti khiến cơ quan đại diện ngoại giao nhiều nước ở nước này đóng cửa, trong khi hàng chục chuyến bay tới quốc gia vùng Caribe này bị đình chỉ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng tại Haiti. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã khẳng định sự cần thiết phải khẩn trương hành động, nhất là việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho một sứ mệnh an ninh đa quốc gia do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại đây. Trước đó, chính phủ Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng lệnh giới nghiêm sau khi bạo lực bùng nổ hồi cuối tuần qua do một băng nhóm cầm đầu tấn công hai nhà tù lớn nhất nước này, tạo điều kiện cho hàng nghìn tù nhân trốn thoát. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamizer cho biết, nước này đã ký thỏa thuận mua súng phóng lựu chống tăng do tập đoàn Saab của Thụy Điển chế tạo. Thỏa thuận trị giá khoảng 6,5 tỷ zloty, tương đương 1,63 tỷ đô la Mỹ, cung cấp cho Warszawa mẫu súng phóng lựu Carl Gustav phiên bản M4 hiện đại nhất. Ba Lan, quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã thực hiện các giao dịch mua bán vũ khí quan trọng trong những năm gần đây, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh xuất phát từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Warszawa hiện đã chi hơn 4% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong số các quốc gia thành viên NATO. Trong phán quyết, Tòa án tối cao Mỹ kết luận rằng các bang có thể loại bỏ những người nắm giữ hoặc cố gắng giữ chức vụ bang. Nhưng theo hiến pháp, các bang không có quyền thực thi mục 3 đối với các chức vụ liên bang, đặc biệt là chức tổng thống. Các thẩm phán nhận thấy chỉ có Quốc hội Mỹ mới có thể thực thi mục 3 của tu chính án số 14 đối với các quan chức và ứng cử viên liên bang. Ông Trump cũng bị cấm bỏ phiếu ở các bang Maine và Illinois dựa trên tu chính án số 14, nhưng quyết định đó đã bị hoãn lại trong khi chờ phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ trong vụ kiện ở Colorado. Kết quả kiểm 99% phiếu bầu cho thấy, ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng nhận được 1.632 phiếu ủng hộ, tương đương với 84,6%, bỏ xa bà Haley chỉ được 273 phiếu, khoảng 14,1%. Với kết quả này, cựu Tổng thống Trump giành toàn bộ 29 phiếu đại biểu của bang North Dakota, nâng tổng số phiếu đại biểu ông nắm giữ này lên 276, vững bước trên con đường chinh phục mốc 1.215 phiếu đại biểu, để giành đề cử của đảng ra so găng với đối thủ bên đảng Dân Chủ, nhiều khả năng là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Trong khi đó, đối thủ của ông là bà Haley vẫn chỉ có trong tay 43 phiếu đại biểu với một chiến thắng duy nhất tại cuộc bầu cử sơ bộ ở thủ đô Washington trước đó một ngày. Chiến thắng mới nhất của ông Trump có được một ngày trước siêu thứ ba, ngày 5 tháng 3,
khi hàng triệu cử tri Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ, cũng như họp kín tại 15 bang và một vùng lãnh thổ với Đảng Cộng Hòa và 16 bang với Đảng Dân Chủ. Theo chương trình nghị sự, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 của Trung Quốc diễn ra từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 3. Tại kỳ họp này, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc sẽ xem xét và thảo luận một loạt báo cáo, trong đó có báo cáo công tác của chính phủ do Thủ tướng Lý Cường công bố. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ công bố một loạt mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội trong năm nay, bao gồm mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm, cũng như các chính sách để đạt được mục tiêu, cùng những ưu tiên và kế hoạch liên quan đến kinh tế, ngoại giao, quân sự và phát triển xã hội năm 2024. Kỳ họp Quốc hội thường niên là một trong những sự kiện chính trị trọng đại nhất của Trung Quốc trong năm. Sự kiện này thu hút sự chú ý quan tâm của đông đảo dư luận trong và ngoài Trung Quốc, bởi qua đây, thế giới sẽ có cái nhìn tổng thể về tình hình chính trị và kinh tế xã hội của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong thời gian qua, cũng như những định hướng phát triển trong thời gian tới trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19. Theo Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, khi đặt mục tiêu tăng trưởng trên, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã tính đến nhu cầu tăng việc làm và thu nhập, cũng như ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro. Ông cho biết thêm, Bắc Kinh dự kiến có lập trường tài chính chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng. Trung Quốc cũng duy trì kiểm soát tỷ lệ bộ chi ngân sách ở mức 3% trong năm 2024, nhưng sẽ hỗ trợ các ngành công nghiệp chiến lược bằng cách phát hành 1.000 tỷ nhân dân tệ trái phiếu chính phủ đặc biệt. Ngoài ra, từ năm nay, chính phủ nước này có kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn trong vài năm liên tiếp. Theo các chuyên gia, việc phát hành trái phiếu cùng với bộ chi 3% và hạn ngạch phát hành 3,9 nghìn tỷ nhân dân tệ cho chính quyền địa phương, nhiều hơn 100 tỷ so với năm 2023, sẽ đóng góp khoảng 1% vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Theo kế hoạch, trong gần một tuần tới, khoảng 2.900 đại biểu quốc hội và 2.100 ủy viên chính hiệp toàn quốc sẽ xem xét và thảo luận báo cáo công tác của Thủ tướng Lý Cường. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết, trong một cuộc kiểm tra của chính phủ đối với quy trình sản xuất máy bay 737 MAX của hãng Boeing và nhà cung cấp Spirit AeroSystems, các điều tra viên đã phát hiện nhiều trường hợp các công ty này không tuân thủ các yêu cầu kiểm soát chất lượng sản xuất. Trước đó, FAA đã yêu cầu tăng cường giám sát nhà máy sản xuất máy bay Boeing sau sự cố bung cửa trên máy bay 737 MAX 9 trong chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, trong sự cố này, thân cửa thoát hiểm bất ngờ bung ra do bị thiếu 4 bu lông ở những vị trí quan trọng. Mặc dù không có ai bị thương nghiêm trọng, nhưng các điều tra viên nhận định vụ việc có thể để lại hậu quả rất thảm khốc. Tiếp tục chương trình với những câu chuyện quốc tế đáng chú ý. Thế vận hội Olympic Paris 2024, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đang nhận được sự chú ý lớn của người dân trên toàn thế giới. Hôm 4 tháng 3, tấm poster chính thức của Thế vận hội đã được công bố. Tấm poster với phong cách siêu thực và chi tiết mô tả một thành phố huyền ảo, trong đó có mọi thứ liên quan đến kỳ Olympic 2024. Từ linh vật cho tới huy chương, từ những danh lam thắng cảnh của nước Pháp tới những địa điểm tổ chức các môn thi đấu thể thao. Poster do họa sĩ Hugo Gattoni thực hiện. Nghệ sĩ người Pháp Hugo Gattoni mất hơn 2.000 giờ làm việc để vẽ tấm poster trên máy tính. Tấm poster có thể được chia làm hai, một nửa dành cho Olympic ở bên trái và phần còn lại dành cho Paralympic ở bên phải. Bức tranh ngoạn mục này là một tổng thể phong phú và cực kỳ nhiều màu sắc. Ở bìa phải của tấm poster là hình ảnh hệ thống tàu điện trên cao của thủ đô Paris chạy qua các địa danh nổi tiếng của thành phố Paris như đấu trường, quảng trường Trocadéro, Khải Hoàn Môn và tòa nhà Invalides. Hình ảnh sông Sen chảy vòng quanh sân vận động và tháp Eiffel ngay giữa trung tâm bức vẽ. Hàng nghìn vận động viên cũng xuất hiện trong tấm poster này, tạo sự sinh động cho bức tranh. Cùng với đó, 8 linh vật của mùa giải năm nay cũng được thể hiện trên tấm poster. Tấm poster chính thức sẽ được trưng bày dưới dạng khổ lớn tại gian giữa của bảo tàng Orsay, một trong những bảo tàng lớn nhất của thủ đô Paris, và mở bán bắt đầu từ ngày 5 tháng 3. Mỗi kỳ Thế vận hội Olympic kể từ năm 1912 đều có những tấm poster riêng. Đối với mùa giải năm nay, đây là một bức tranh đôi có đầy đủ hai cuộc Olympic và Paralympic với màu sắc chủ đạo là đỏ và xanh của Thế vận hội. Một người đàn ông Hà Lan 57 tuổi có tên là Bert Janssen đã lập kỷ lục Guinness Thế giới là bệnh nhân cấy ghép sống sót lâu nhất thế giới. Ông đã sống với trái tim của người hiến tặng hơn 39 năm nay. Với kỷ lục của mình, ông Janssen đã chứng tỏ rằng việc sống lâu với trái tim cấy ghép là điều có thể. Ông Janssen được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim khi 17 tuổi. Căn bệnh này khiến tim khó bơm máu đi khắp cơ thể. Vào thời điểm đó, việc ghép tim chưa bao giờ được thực hiện ở Hà Lan. Bác sĩ tim mạch của ông đã giới thiệu ông đến bệnh viện Heffield ở Anh.
Vào tháng 6 năm 1984, Janssen trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép ở đó. Gần 4 thập kỷ sau, sức khỏe của ông vẫn tốt. Ông đã kết hôn và có 2 con trai. Cuộc sống vẫn có thể tươi đẹp. Một trong những vẻ đẹp đó là bất chấp mọi chuyện. Chúng tôi có 2 đứa con khỏe mạnh. Chúng đã 23 và 27 tuổi rồi. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi tận hưởng điều đó. Thậm chí việc kết hôn cũng có thể xảy ra sau khi ghép tim. Tuổi thọ trung bình của bệnh nhân tim sau khi cấy ghép là 16 năm. Nhưng với trường hợp của ông Janssen, sau khi ghép tim, ông đã sống đến nay là 39 năm. Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận thành tích sống được 39 năm 100 ngày của ông Janssen sau khi được cấy ghép. Kỷ lục trước đó là 34 năm 359 ngày do ông Haron Sokigra, người Canada thiết lập vào năm 2021. Một trang trại san hô ở Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tiến hành nuôi san hô bằng phương pháp mới, giúp san hô phát triển nhanh hơn tới 50 lần so với thông thường. Với phương pháp này, trang trại san hô cam kết sẽ khôi phục các dạng san hô đang chết dần ở ngoài khơi bờ biển Dubai và các vùng biển khác trên thế giới. Công ty Coral Vita áp dụng mô hình phục hồi dạng san hô mới thông qua một quá trình gọi là tiến hóa được hỗ trợ. Trang trại này tách san hô thành các mảnh nhỏ, đặt chúng gần với nhau để nuôi trồng trong phòng thí nghiệm. Phương pháp này giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển và củng cố các dạng san hô, khiến chúng có khả năng chống chọi tốt hơn với biến đổi khí hậu khi được trồng trở lại vịnh biển Ả Rập. Phương pháp làm cho san hô phát triển hơn, đó là khi chúng tôi đặt san hô cạnh nhau. Chúng tôi đang tạo ra một môi trường chữa lành và chúng bắt đầu phục hồi nhanh hơn. Chúng có khả năng kết nối với nhau và có thể đạt đến độ trưởng thành trong thời gian rất ngắn. Có trụ sở tại Bahamas, Florida, Dubai và Ả Rập Xê Út, công ty Coral Vita cho biết họ đã trồng nhiều hơn 30.000 cá thể san hô trên khắp vùng biển Caribe vào năm 2023. Mô hình trồng san hô này cũng mang đến cho mọi người trên toàn cầu cơ hội nhận nuôi san hô và giúp tài trợ cho sự phát triển của chúng. Theo chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, san hô sống trên các rạn san hô có thể giảm 70-90% vào năm 2050 nếu không có hành động quyết liệt nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Tại Australia, phụ nữ chỉ được tham gia công tác cứu hộ bãi biển từ những năm 1980 trở lại đây. Đến nay thì đã có hàng trăm nghìn phụ nữ tham gia công việc này. Và để hoàn thành công việc cứu hộ khó khăn, những người phụ nữ phải tham gia các khóa huấn luyện nghiêm ngặt để có thể thành thạo các kỹ năng. Buổi sáng trên bãi biển Bondi của Sydney, Australia, nhân viên cứu hộ kỳ cựu Nick Sirit và đồng đội của cô nhảy lên một chiếc thuyền cứu hộ bơm hơi vượt qua vùng biển động để cứu một người đồng đội đang mắc kẹt trên biển. Những thao tác nhanh và kỹ thuật giải cứu thành thục là một phần trong buổi huấn luyện mà Reed đang tổ chức cho một đội cứu hộ nữ mới thành lập do cô đứng đầu. Đây không phải là một kỹ năng dễ dàng, đặc biệt dành cho phụ nữ. Chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn về kỹ thuật của mình. Nếu chúng tôi đúng về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể hoàn thành công việc, vì không phải lúc nào chúng tôi cũng có sức mạnh như nam giới. Reed là tình nguyện viên cứu hộ trong 12 năm qua và dành ít nhất 40 giờ mỗi tuần để trực tại bãi biển Bondi trong mùa cao điểm. Thông qua việc đào tạo các thành viên mới, cô nói rằng cô đang giúp Australia bù đắp khoảng thời gian mà phụ nữ Australia không được phép tham gia nghề cứu hộ trước những năm 1980. Chúng tôi đang bù đắp cho những khoảng thời gian mà chúng tôi chưa có cơ hội. Giờ đây chúng tôi có cơ hội bình đẳng trong toàn tổ chức của mình. Chúng tôi có thể đảm nhận những vị trí lãnh đạo trong tổ chức. Được thành lập vào năm 1907, phải mất 73 năm sau đó, Tổ chức Cứu hộ Lướt sóng Australia, nơi đào tạo và cấp chứng nhận cho các nhân viên cứu hộ, mới thừa nhận phụ nữ là thành viên được đào tạo đầy đủ để tình nguyện làm nhân viên cứu hộ lướt sóng trên khắp Australia. Theo tổ chức này, phụ nữ chiếm gần 50% trong số 190.000 nhân viên cứu hộ tình nguyện ở 314 câu lạc bộ trên toàn quốc.